Việt Nam đã thành công khi có thị trường viễn thông Internet và loại hàng đầu của khu vực và thế giới về công nghệ, cước phí dịch vụ và mức độ phổ cập Internet trong cộng đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của FPT Telecom. Tối qua, công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề bay cao bay xa cùng đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống số cho người dân. Với sự đóng góp của rất nhiều các cá nhân, luôn tâm huyết đồng hành cùng sự phát triển của công ty, mong muốn đem đến cho người dùng trải nghiệm nhiều công nghệ mới, cuộc sống số hiện đại, mang lại những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất trên đường truyền Internet. Hôm nay Linh rất là vui và cũng như rất là vinh hạnh khi mà được góp cái giọng hát của mình vào đêm 20 năm bay cao bay xa, là một trong những đơn vị đặt nền móng đầu tiên cho Internet của Việt Nam.